Vừa qua tại Hà Nội, báo Giao thông phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Chương trình Quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả VNEEP tổ chức diễn đàn năng lượng cho phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả cho giai đoạn mới thời kỳ hậu COVID-19. Theo số liệu thống kê, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 192,55 tỷ kWh, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đạt 22,68 tỷ kWh, chiếm 11,8% tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Năng lượng tái tạo đang là xu thế và đạt được những chỉ số tăng trưởng đáng ghi nhận trong thời gian qua, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết. Chia sẻ với diễn đàn, đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương cũng cho biết, trong tương lai, các nguồn năng lượng sơ cấp sẽ không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nền kinh tế. Bên cạnh báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015, VNEEP 1 và 2, đại diện Bộ Công Thương cũng trình bày định hướng của chương trình quốc gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, VNEEP 3. Mục tiêu của chương trình là đạt mức tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng thương mại toàn quốc, tương đương 50 đến 60 triệu TOE, bảo đảm sự cung ứng đầy đủ về nhu cầu.